Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách làm airdrop cái token NFT Gate. Trước hết quý vị hãy lấy đường link ở phía dưới video này. Rồi quý vị hãy vào join vào Telegram group này. Open link này. Quý vị chọn open Telegram này, quý vị join này. Trở lại với trình duyệt này, quý vị tắt đi nào. Tiếp theo quý vị hãy join vào cái channel này, quý vị chọn open link này, mở lên này, open Telegram này, quý vị chọn join này, rồi trở lại với trình duyệt này, quý vị tắt đi này, quý vị hãy follow với Twitter của họ này, open link này, quý vị chọn follow này, rồi tắt đi này, quý vị hãy like retweet trang Twitter của họ này. Này này, quý vị hãy follow trong trang tweet này. Quý vị hãy tap 3 người bạn vào đây. Rồi, quý vị chọn tweet này. Quý vị chọn view luôn này. Quý vị hãy copy cái đường link này. Rồi trở lại cái trang điền thông tin này. Quý vị hãy vào cái Join Medium này. Open này. Quý vị hãy đăng nhập vào tài khoản Medium của quý vị này. Quý vị có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google. Quý vị hãy follow này. Ok, rồi trở lại trang điền thông tin này. Quý vị hãy đánh cái địa chỉ email của quý vị vào cái ô thứ nhất này. Cái ô thứ hai quý vị hãy điền nick Telegram này. Ô thứ ba quý vị hãy điền cái nick của tài khoản Twitter của quý vị này. Ô thứ tư là cái link retweet trang Twitter mà quý vị vừa copy. Cái ô thứ năm là địa chỉ ví để nhận airdrop. Quý vị hãy lấy cái ví từ cái ví chớp hoặc ví SafePay. Ở đây KTV sẽ lấy trên cái ví MetaMask. Rồi quý vị dán cái địa chỉ ví của quý vị vào. Rồi quý vị chọn gửi này. Ok, vậy là đã xong. Mọi thông tin về dự án quý vị hãy tìm hiểu ở Twitter hoặc Telegram.